Thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội của Bộ Công an, năm 2019, Công an huyện Kim Sơn đã chọn 3 xã ven biển là Kim Trung, Kim Đông, Kim Hải để thực hiện. Từ sự quyết liệt của lực lượng công an và sự ủng hộ của nhân dân, sau hơn 2 năm triển khai, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đã giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, người dân yên tâm tin tưởng vào lực lượng chức năng. Kim Đông được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự cần được chuyển hóa bởi đây là xã vùng kinh tế mới nằm ở ven biển, lao động tự do từ nhiều nơi tập trung về, lại có đầu mối giao thông quan trọng, hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, trung bình hàng năm xảy ra trên 20 vụ việc hình sự. Trước tình hình đó, lực lượng công an xã đã phối hợp với đồn biên phòng Kim Sơn, tổ công tác kinh tế biển tăng cường tuần tra kiểm soát các điểm tụ điểm phức tạp, nhất là từ đê Bình Minh 2 đến đê Bình Minh 3, đồng thời vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tự chế. Hiện nay các đối tượng sử dụng vũ khí trên địa bàn thì giảm rất nhiều so với thời gian trước. Ở đây thì phải nói là sau khi lực lượng công an chính quy về địa bàn để nắm và quản lý địa bàn, chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đặc biệt là đây là mìn tự chế, súng bắn đạn cồn. Đấy, và một số người ta mang cái kíp nổ. Cùng với đó thì chúng tôi vận động nhân dân là chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật của người dân tại địa phương. Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng công an các xã đã chủ động đến từng nhà, gặp từng người dân để vận động tuyên truyền, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm. Mưa dầm thấm lâu, qua các buổi tuyên truyền, nhận thức của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và chấp hành pháp luật ngày càng được nâng lên rõ rệt. Nhờ làm tốt công tác bám nắm địa bàn nên lực lượng công an đã được nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Trong 2 năm qua, các loại tội phạm, tệ nạn ở 3 xã đều giảm sâu. Thì để mà đưa địa bàn xã thoát khỏi cái địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự thì trong thời gian vừa qua thì anh em chúng tôi ở lực lượng công an xã thì thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ với một số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, thì đến nay địa bàn đã giảm được 2 đối tượng là không tái nghiện, và có một số người là đã tự giác là đi đăng ký cai nghiện chứ không phải áp dụng cái biện pháp cai nghiện bắt buộc. Đối với công tác tuần tra kiểm soát thì như lịch anh em chúng tôi duy trì thì một tuần ít nhất 2 buổi, thì vào buổi tối là lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng công an bán chuyên trách ở xã để đi tuần tra. Để trở thành địa bàn an toàn về an ninh trật tự, ngoài việc kiện toàn các tổ tự quản, lực lượng công an còn tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, bảo vệ an ninh vùng biển, cảm hóa giáo dục, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy để có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, các xã còn chủ động duy trì các mô hình như tổ tự quản về an ninh trật tự, phong trào camera an ninh, cụm an toàn về an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các chức sắc chức việc tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Liên quan an ninh trật tự, tôi thấy là đối với địa bàn trong xã nói chung và riêng đặt khu vực giáo xứ chúng tôi này, cái tệ nạn này, xã hội là cờ bạc ma túy thì có lẽ càng ngày càng giảm. Mà làm được cái việc này thì tôi thấy là nó đấy là cũng do cái tác động từ chính quyền rồi đấy. Công an biên bộ đội biên phòng hay các ngành này. Mong các bác anh các chị tạo nhiều điều kiện cho chúng tôi. Tôi cho rằng chúng tôi là người giáo dân tốt thì người công giáo tốt, chúng tôi cũng phải là người công dân tốt. Việc thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội đã góp phần làm giảm các vụ việc phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật trên địa bàn, để 3 xã Kim Đông, Kim Trung và Kim Hải đủ điều kiện là xã an toàn về an ninh trật tự.